Nhân viên quốc phòng Hàn Quốc trở thành đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiết lộ bí mật quân sự. Trung Quốc bất động sản vẫn ế ẩm, Quảng Châu áp dụng chính sách mua nhà tặng hộ khẩu. Nhiều đơn vị không còn khả năng trả lương, người Trung Quốc than thở với họ bây giờ sống còn quan trọng hơn mua nhà. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy 80% người trẻ Trung Quốc đã không còn mục tiêu mua nhà. Tình báo Hàn Quốc tiết lộ bí mật cho Trung Quốc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc những ngày cuối tháng 8 đã công bố việc nhân viên tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc KDIC đã trở thành tình báo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiết lộ các bí mật quân sự của nước này nhân viên thuộc Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc năm nay 49 tuổi, đã bị cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt giữ và nhân viên này đã thừa nhận việc thực hiện chỉ thị của đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc để thu thập thông tin tình báo bằng cách in, chụp ảnh, chụp ảnh màn hình. Các thông tin tình báo thu thập được mang đến nơi ở cá nhân và sau đó chuyển lên các dịch vụ lưu trữ dữ liệu Internet của Trung Quốc. Các bí mật quân sự Hàn Quốc đã bị dò dỉ, bao gồm cả danh sách nhân viên tình báo được triển khai ở nước ngoài. Trong nhiều năm, quân đội Hàn Quốc đã không thể phát hiện ra vụ vi phạm an ninh lớn này. Đối với Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng Hàn Quốc, đây là tình huống rất nhạy cảm và phải đến tháng 6 năm nay, quân đội mới phát hiện ra và bắt đầu điều tra. Các công tố viên cho biết, bị cáo ban đầu thừa nhận đã được đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyển dụng vào năm 2017 và nhận tiền mặt trong chuyến công tác tới Trung Quốc. Bị cáo này từng là hạ sĩ quan trong Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng và được thuê làm nhân viên dân sự vào khoảng năm 2000 để tiến hành các hoạt động ở Trung Quốc và các nơi khác. Vào tháng 4 năm 2017, người này bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ khi đang cố gắng liên lạc với các đặc vụ địa phương tại sân bay Diên Cát ở Trung Quốc. Cựu nhân viên tình báo này nói với các công tố viên rằng anh ta đã bắt đầu hợp tác với các đặc vụ Trung Quốc vì sự an toàn của gia đình anh ta bị đe dọa. Sau khi trở về Hàn Quốc, người này đã không báo cáo tình hình với chính quyền Hàn Quốc và thừa nhận đã bắt đầu tiết lộ bí mật quân sự vào khoảng tháng 11 năm 2017. Nhân viên tình báo này ban đầu khẳng định mình hành động dưới sự ép buộc, nhưng sau đó anh thừa nhận rằng mình đã tích cực cử nhiều bí mật hơn để đổ lấy nhiều tiền hơn. Các công tố viên lập luận rằng lợi ích tài chính là động cơ chính các công tố viên cho biết khi các tài liệu bị đánh cắp được tả lên dịch vụ đám mây của trung quốc chúng được chia thành nhiều tệp nén mỗi tệp đều được bảo vệ bằng mật khẩu sau đó bị cáo chuyển mật khẩu cho các đặc vụ của đảng cộng sản trung quốc thông qua tin nhắn thoại trong ứng dụng trò chơi các nhà điều tra hiện đã phân tích và phục hồi hàng nghìn tin nhắn như vậy Cuộc điều tra xác nhận rằng, kể từ tháng 6 năm 2022, bị cáo đã dò dỉ 30 thông tin tình báo quân sự và nhận được khoảng 160 triệu won, tương đương với khoảng 120.000 đô la Mỹ, thông qua các tài khoản vỏ bọc kể từ tháng 5 năm 2019. Trong số 30 thông tin tình báo quân sự, có 12 thông tin là tài liệu và 18 thông tin là tin nhắn thoại, bao gồm cả danh sách các đặc vụ chìm. Vào ngày 27 tháng 8, các công tố viên quân sự đã truy tố sĩ quan tình báo này về tội thiên vị kẻ thù, nhận hối lộ và vi phạm đạo luật bí mật quân đội. Tuy nhiên, các công tố viên quân sự không đưa ra cáo buộc gián điệp do tạm thời thiếu mối liên hệ rõ ràng với Triều Tiên. Hiện tại, luật quân sự của Hàn Quốc định nghĩa hoạt động gián điệp là tham gia vào các hoạt động gián điệp cho Triều Tiên. Tuy nhiên, các công tố viên Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên thực tế có thể cung cấp thông tin cho phía Triều Tiên và vụ án vẫn đang được điều tra tiếp tục. Trung Quốc bất động sản vẫn ế ẩm, Quảng Châu mua nhà tặng hộ khẩu. Thị trường bất động sản Trung Quốc đang trong tình trạng ảm đạm để cứu thị trường bất động sản và giảm lượng hàng tồn kho. Mỗi thành phố hạng nhất đều đưa ra những chiêu thức đặc biệt khác nhau. Quảng Châu thì sẽ cam kết cung cấp hộ khẩu khi mua nhà. Thượng Hải thì sử dụng chính sách đầu ra đất đai, tuy nhiên các chuyên gia chỉ ra rằng con đường thoát khỏi tình trạng hiện tại của Trung Quốc vẫn còn dài. Vào ngày 5 tháng 8, Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị quận Hoa Đô, thành phố Quảng Châu đã chính thức thông báo rằng những cư dân không phải là người Quảng Châu nếu mua nhà ở thương mại có thể được đăng ký hộ khẩu và con cái của họ sẽ được theo học tại các ngôi trường địa phương và được hưởng đầy đủ các chính sách giới chức Quảng Châu muốn khuyến khích việc mua nhà bằng cách nhắm vào nhu cầu giáo dục của trẻ em. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định hộ khẩu của quận Hoa Đô ở Quảng Châu không mới giá trị và việc định cư hiện tại ở đây cũng không khó. Hồi năm ngoái, Quảng Châu đã ban hành các biện pháp quản lý nhân hộ khẩu mới, trong đó quy định những người dưới 28 tuổi chỉ cần có bằng đại học và đóng an sinh xã hội trong vòng một năm sẽ được định cư ở Hoa Đô. Do vậy, việc đăng ký học ở đây không khó. Trong khi Quảng Châu kích thích việc mua bán nhà bằng cách cấp mới hộ khẩu, Thượng Hải khuấy động không khí thị trường bằng các cuộc đấu giá, thì Thâm Quyến chọn cách tiêu thụ hàng bất động sản tồn kho thông qua việc com hàng và đầu cơ. Canxi Media đưa tin, một tập đoàn bất động sản ở Thâm Quyến đã đưa ra thông báo vào hồi đầu tháng 8 rằng họ có kế hoạch mua nhà ở thương mại để sử dụng làm nhà ở giá rẻ, sau đó tiến hành thu thập nhà ở thương mại đủ điều kiện trong thành phố Thâm Quyến. Cuộc họp Bộ Chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức vào ngày 30 tháng 4, lần đầu tiên đề xuất nghiên cứu chính sách và biện pháp để tiêu thụ nguồn bất động sản hiện có và tối ưu hóa nhà ở. Vào ngày 17 tháng 5, chính quyền Trung ương Trung Quốc khuyến khích chính quyền địa phương mua theo nhu cầu các bất động sản và chỉ định các doanh nghiệp nhà nước địa phương mua một số công trình đã xây dựng hiện chưa bán được với giá cả hợp lý để sử dụng làm nhà ở giá rẻ. Giải pháp này được cho là có thể giúp tiêu thụ lượng tồn kho nhà ở thương mại của Thâm Quyến mà còn có thể hoàn thành kế hoạch cung cấp nhà ở giá rẻ, một mũi tên trúng hai con nhạn. The South China Morning Post dẫn tin từ ông Mao Trấn Hoa, người sáng lập tập đoàn xếp hạng tín dụng Chen xin Trung Quốc và đồng giám đốc viện nghiên cứu kinh tế của Đại học Nhân dân Trung Quốc. Chuyên gia này tin rằng ngành bất động sản Trung Quốc vẫn còn chặng đường dài để giảm lượng hàng tồn kho. Tính đến cuối tháng 5 năm nay, diện tích nhà ở thương mại của Trung Quốc đang giao bán vẫn vượt 743 triệu mét vuông. Đây là mức tăng trưởng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5 triệu mét vuông so với năm 2016. Theo ông Mao Trấn Hoa, Trung Quốc phải từ bỏ quan điểm bất động sản phải là động lực chính của nền kinh tế, thời của các công ty bất động sản lớn đã qua. Country Garden, công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc đã bị loại khỏi danh sách Fortune Global 500 mới nhất công bố hôm mùng 5 tháng 8. Giá nhà đất tại các thành phố trên khắp Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh giảm, thậm chí còn giảm ngày càng sâu hơn đến 50%. Các chuyên gia nhận định việc điều chỉnh giảm giá thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn là một quá trình lâu dài và ít nhất phải mất 2 năm. Nhiều đơn vị không trả lương được, người Trung Quốc than thở sống còn quan trọng hơn. Việc bỏ ra số tiền lớn để mua về các bất động sản của người Trung Quốc hiện tại khá xa vời. Các cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã phơi bày thực trạng thảm hại của nền kinh tế, với mức nhu cầu của nhiều người dân thậm chí giảm xuống chỉ còn mức tồn tại. Việc cắt giảm lương và sa thải diễn ra liên tục, nhiều đơn vị không thể trả lương. Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu thống kê cho biết, trong nửa đầu năm nay, tại Trung Quốc đã có 1.077 vụ yêu cầu tăng lương tập thể, với hơn 100.000 người tham gia. Đây là con số cao nhất trong vòng 5 năm qua. Thông thường, giới chức Trung Quốc thường làm sai lệch số liệu báo cáo, nên dự đoán tình hình thực tế có lẽ còn tồi tệ hơn. 80% người trẻ Trung Quốc không còn mục tiêu mua nhà Cuộc khảo sát về lối sống và xu hướng tiêu dùng của giới trẻ Trung Quốc năm 2024 cho thấy, giới trẻ Trung Quốc hiện tại sẵn sàng chi tiền cho việc ăn uống và du lịch đánh mạnh. Họ chú ý đến tiêu dùng cho tinh thần và có xu hướng giảm chi tiêu cho quần áo, giày dép, túi sách, vân vân. Đáng chú ý, có đến 80% trong số họ là người dân không có ý định mua nhà trong năm nay. China News Weekly đã công bố kết quả báo cáo khảo sát về lối sống và xu hướng tiêu dùng của người trẻ trong năm 2024 vào ngày 26 tháng 8. Việc khảo sát được thực hiện trên gần 8.000 thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 40 tuổi đang sinh sống tại các thành phố cấp quận khác nhau trên khắp Trung Quốc. Giới trẻ Trung Quốc tỏ ra thận trọng về việc chi tiêu, với 46,7% ý kiến cho rằng việc giảm giá vẫn là lý do chính để mua hàng. Mặc dù hạn chế về chi phí, nhưng người trẻ Trung Quốc vẫn không muốn hạ thấp chất lượng cuộc sống, đặc biệt là vấn đề ăn uống. Với 73,5% số người được hỏi cho biết họ thà tiêu nhiều tiền hơn để ăn uống lành mạnh hơn. Trong khi ngân sách du lịch đang dần hạ nhiệt, thì 36,1% số người được hỏi cho rằng họ không muốn hạ thấp chất lượng du lịch. Hơn 40% số người được hỏi bày tỏ sự ưa thích của họ đối với các điểm du lịch thích hợp ở Trung Quốc. Và khoảng 26,9% số người được hỏi thích du lịch đến các thị trấn nhỏ. Mặc dù năm nay thị trường ăn uống Trung Quốc đã có những động thái suy thoái đáng kể, nhưng yêu cầu về thực phẩm của người dân cũng ngày càng cao hơn. Ngoài yếu tố ăn uống lành mạnh, thì hương vị món ăn, chất lượng nguyên liệu và mức giá là ba yếu tố chính đầu tiên được cân nhắc khi lựa chọn nhà hàng. Tuy nhiên, 80% số người được hỏi cho biết họ không có ý định mua nhà trong năm nay, trong khi đó chỉ có 7% người được hỏi có ý định mua nhà kết quả khảo sát cũng cho thấy những người không có nhà có xu hướng chi nhiều tiền hơn cho việc tiêu dùng tinh thần như du lịch đọc sách biểu diễn triển lãm và các chi phí xã hội như duy trì mối quan hệ cá nhân